clip Trấn Thành bị đánh mắng té tát ở hậu trường phim 300 tỷ. Mới đây, trên trang Facebook hơn 18 triệu người theo dõi, Trấn Thành gây chú ý khi đăng tải clip hậu trường của phân cảnh căng thẳng trong phim. Nam MC bị Lê Giang đánh đến điều đấn chửi té tát. Clip kéo dài hơn 1 phút cho thấy diễn xuất thực lực của dàn cast nhà bà nữ và khả năng thị phạm nhiệt huyết với tầng cảnh quay của nam MC 8X. Theo đó, đây là cảnh bà nữ nổi cơn thịnh nộ với Phú Nhuận khi phát hiện anh thông đồng tiếp tay với Nhi cho cô nghỉ học qua lại với John. Trước khi bấm máy, Trấn Thành với vai trò đạo diễn đã thị phạm và tập kỹ lưỡng với diễn viên. Anh dặn dò chi tiết từng người phải làm gì, phản ứng ra sao, thoại đến đoạn nào. Thậm chí anh yêu cầu Lê Giang cứ đánh anh thật để lấy cảm xúc đúng. Ngay cả khi góc máy chỉ lấy cận cảnh Lê Giang, Trấn Thành cũng sẵn lòng ngồi xuống tái dựng lại tình huống bằng giọng của mình để đồng nghiệp dễ dàng tưởng tượng ra bầu không khí chung và nuôi được cảm xúc khi diễn. Với nhà bà nữ, Trấn Thành vừa giữ vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên, thế nên trách nhiệm càng cao, anh như phân thân trên set quay. Ở mỗi vai trò sau năm này đều cho thấy sự tận tâm và tận tình của mình. Anh tỉ mỉ và chỉnh chu trong từng biểu cảm, lời thoại và hành động để cho ra một tác phẩm tốt nhất có thể. Trước đó, trong dự án Bố Già bạn web drama và điện ảnh, ông xã Harry Won cũng được đồng nghiệp nhận xét là người nghiêm khắc, khó tính, thậm chí là mắng diễn viên nếu diễn chưa đạt. Lê Giang cho thấy diễn xuất ấn tượng, một đớp ăn ngay của mình, cô vừa đánh mắng xà xả vào mặt Trấn Thành vô cùng nhập vai. Ở những lần quay sau, nữ diễn viên thỉnh thoảng vấp thoại. Trước đó, sao nữ cũng từng chia sẻ khi được Trấn Thành mời tham gia dự án. Nỗi lo lớn nhất của cô nằm ở phần thoại vì bản thân có tật bí văn, diễn đạt kém. Nhiều khi đang đóng, diễn viên quên thoại khiến ekip phải quay lại từ đầu. Tuy nhiên, cũng nhờ sự khắc khe của Trấn Thành mà vai diễn của Lê Giang nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn lẫn công chúng. Cô cũng chia sẻ mang ơn Trấn Thành vì giúp chị có vai hay nhất sự nghiệp ở tuổi 51. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho các diễn viên trong phim. Nhiều người còn cho hay sẽ đi xem lại lần 2 hoặc đưa bố mẹ người yêu đi xem cùng. Hiện tại nhà bà nữ đã đạt doanh thu hơn 300 tỷ. Theo Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập theo thời gian thực, thu hút hơn 3 triệu khán giả ra rạp sau 11 ngày công chiếu. Với những phản hồi tích cực và những thành tích đạt được trong thời gian qua, nhà bà nữ kỳ vọng sẽ phá được kỷ lục doanh thu của Bố Già.